E Dạ. Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần chuyên phân tích những vấn đề chánh liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo VN, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Cái đề tài hôm nay thưa quý vị, có thì giờ. Sau cái July 4, thì chúng ta cùng nhau phân tích coi cái việc mà ông Putin có thể nói bị cái số lính đánh thuê một cái đơn vị lính đánh thuê nó nói một số chứ thực sự gần mấy ngàn người mà ông trả tiền để mà đánh Ukraine này nè và cái đám cái có thể nói cái binh đoàn lính đánh thuê ông trả bằng tiền đó thưa quý vị bây giờ phản ông tạo cái cuộc nội loạn thử chúng ta xem xét coi cái cuộc nội loạn này ảnh hưởng đến cái thế lực của ông Putin như thế nào? Cái đề tài chúng tôi gói gọn lại gồm có 6 chữ. Nga và cuộc nội loạn. Đa số báo pháp nhận định cuộc nội loạn của ông Prigozhin ở Nga phơi bài sự rửa nát của nhà nước Nga cái chữ rửa nát thưa quý vị là cái chữ báo pháp sử dụng có thể dùng cái chữ corrupt, hay là cái nó 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 rửa nát tức là nó thúi rồi nó, nó không còn bình thường nữa denature nó không còn bình thường nữa yếu rồi à. cuộc nổi loạn ngắn ngủi chống Moscow của chủ nhân công ty lính đánh thuê là Wagner bùng lên rồi tắt ngắm ngay trong ngày thứ Bảy 24 tháng 6 là chủ đề trang nhất của các báo pháp và số đầu tuần thưa quý vị sở dĩ chúng tôi thường lấy cái thông tin nghị luận của báo pháp là gì dầu gì trong cái cuộc mà ủng hộ chính quyền và nhân dân của Ukraine chống lại ông độc tài cộng sản Putin muốn chiếm nước Ukraine thưa quý vị báo Pháp có thể nói là theo dõi đầy đủ nhất và có cái nhận định có thể là là trung thực nên chúng tôi thường thường sử dụng cái báo pháp thông tin nghị luận của báo Pháp để trình cùng quý vị rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định cuộc nội loạn ngắn ngủi chống Moscow tức là chống ông Putin của chủ nhân công ty lính đánh thuê Warner bùng lên rồi tắt ngấm ngay trong ngày thứ bảy là chủ đề trang nhất của các nhật báo Pháp ra đầu tuần báo cái tờ báo lớn thứ nhất hoặc là thứ hai của Pháp là tờ, tờ Le Figaro nói đến cuộc nổi dậy làm rung chuyển quyền lực Putin chữ rung chuyển quyền lực Putin là chữ của báo uh, Pháp của Figaro Tựa chính của Liberation Liberation là tờ báo thiên tả của Pháp nói là ông Prigozhin kẻ phản bội Điện Kremlin đã tung ra một thách thức chưa từng thấy mấy năm vào thời kỳ đó, ông Putin khi đe dọa thắng vào Moscow thắng vào chánh quyền của ông Putin trước khi rút lui một cách bí ẩn. Ấn tượng nổi bật là vụ nổi loạn của ông Prigozhin làm rung chuyển quyền lực của cựu sĩ quan KGB là ông Putin như chúng ta biết ông Putin hồi xưa là tôi nhớ không lầm là trung tá sắp lên đại tá của KGB là cơ quan mật vụ vô cùng tàn ác và bí mật của Liên Xô. Ông Putin thưa quý vị, sau khi mà lật sau khi cái nhà cầm quyền của Nga thưa quý vị lật đổ thì ông Putin cũng luồn lọt làm sao, ông lên được ông làm thủ tướng. Ông làm thủ tướng mấy nhiệm kỳ. Rồi ông qua ông làm tổng thống. Liên tục cho tới bây giờ là có thể gần hai thập niên, hai chục năm. Ông bầu cử, cũng có bầu cử rồi vậy, nhưng mà bầu cử theo cái kiểu cũng như là bên đảng Cộng sản, đảng cử dân bầu. Chỉ có mình ông ra, và những cái người mà quyền lực rồi này kia họ làm đủ cách để áp thế áp áp đặt nhân dân phải bầu cử, cử cho ông Putin nên ổng lên ông nắm, nắm nhà cầm quyền gần hai năm có thể nói lâu cỡ như ông ông tập cận bình chứ không phải thường đâu ngày mà ông Putin phải run rẩy bài xã luận của tờ báo Công giáo nhan đề những rạn nứt ở Điện Kremlin khẳng định lãnh đạo Nga phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 23 năm ông cầm quyền khi bị chính thuộc hạ thân tín thách thức đây có thể chỉ là cảnh báo đầu tiên nhưng mà cái cuộc mà khoảng này làm cho ông Putin có thể nói là mất thế lực và đồng thời lo sợ nữa sợ chết chứ bởi vì 20.000 ngàn lính mà nó nó, nó đưa ở trong thủ đô mà Chứ đặt, cái đâu phải ở ngoài không cũng ngán ừ. báo Liberation xã luận toàn thế giới đã đi đến kết luận Putin không còn kiểm soát được tình hình đối với báo Le Figaro là tờ báo lớn thứ hai của hoặc của Pháp ông Putin không phải là người hùng người hùng của nước Nga đã hoàn toàn không phải là con người như mọi người vẫn tưởng. Ông luôn luôn ông chứng tỏ ra ông là cái người hùng. Putin ấy, ông chứng tỏ người hùng, ông cứu nước Nga giành lại tái lập lại cái quyền thế của Liên, Liên Xô mạnh có thể nói hồi thời Liên Xô mạnh nó có thể nói là chiếm gần phần nửa nhân loại của hoàn cầu chứ không phải ít đâu mạnh như vậy ông muốn như vậy ông muốn tái tạo lại cái lịch sử giống y như ông tập cận bình ông tập cận bình là một cái người mà làm chủ tịch đảng chủ tịch nước kim luôn chủ tịch quân quỹ trung ương ông là cái người hoàng tử có thể nói là hoàng tử thứ 8 của đảng cộng sản ông lên ông làm nắm được chính quyền thưa quý vị Ông cũng liên tục cần kỳ nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ ba rồi. Ông muốn làm gì? Ông muốn tái tạo lại cái thời kỳ hùng cường của các hoàng đế Trung Hoa. Những cái nước xung quanh của thời các vùng hoàng đế Trung Hoa, thưa với quý vị, là những cái nước chư hầu hay là những cái nước mà có thể nô lệ. Hồi đó Việt Nam của thời dương quyền của Trung Quốc, chúng ta nhớ Việt Nam chúng ta có 4.000 năm lịch sử mà dương quyền của Trung Quốc đánh chiếm cai trị, thống trị mà nước Việt Nam chúng ta gần 1.000 năm già. Nhân dân và chính quyền của người Việt Nam phải nói anh hùng. 13 lần nổi dậy đánh đuổi quân Tàu, đánh đuổi quân Tàu ra khỏi nước nhưng mà rất khôn khéo sau ra chiến thắng rồi thì khai thác lại cái quyền của tàu cho đại cho đại sứ của Việt Nam đi qua nghĩa là cầu phong cái vị vua mới của Việt Nam gọi là An Nam Quốc Dương cũng được thưa quý vị chứ nếu không nó Tàu nó đâm quá nó đánh chết chịu gì nổi coi là An Nam Quốc Dương cũng có cũng có quốc dương tức là vua một nước rồi đó là cái khéo léo trong cái của tổ tiên của chúng ta trong cái việc mà phải làm sao khôn khéo để có thể tồn tại trong cái một cái cái thời kỳ và gần một cái đất nước mà có thể lớn hơn chúng ta cái gần năm bảy chục lần chứ không phải vừa đó là Trung Hoa xin quý vị đừng rời máy sau vài phút thông tin thương mại ừ, chúng tôi xin tiếp tục